Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái thùng máy Dell dòng XPS, đó là Dell XPS 8930 các bạn, và chạy CPU coi 7800 3.2, mắc turbo là 4.7, gồm có 6 core 12 luồng các bạn. Đang gắn trong hệ thống là RAM 16GB. Đây là cái dòng máy thuộc phân khúc design các bạn, thiết kế và chơi game của Dell. Thì các bạn sẽ thấy đây là i7 8700 3.2 6 con 12 luồng. Rồi RAM mà đang gắn là 2 thanh 8GB các bạn, là bus 2666. Thì các bạn biết là i7 8700 default bus RAM chạy là bus 2666, nên đeo gắn bus 2666 luôn các bạn. 2 thanh thì chạy dual channel. SSD thứ nhất là SSD Samsung 970 Evo 250GB các bạn. Đây là giao tiếp NVMe, tốc độ khá là cao. Rồi cạnh hình là Nvidia GeForce GTX 1080 bản 8GB các bạn. Thì đây là cái phân khúc máy thuộc là phân khúc thiết kế designer các bạn, design với lại chơi game các bạn. Cái này các bạn cũng có thể stream game được. Rồi mã CPU Z và GPU Z. Rồi CPU ở coi 7800 thì max TDP là 65W nè các bạn. Max turbo là 4.6GHz nha các bạn. Nãy mình nói nhầm 4.7. Mainboard là mainboard Dell. Chipset là Z370 luôn nha các bạn, dòng Z luôn. Khá là thú vị. BIOS đang ở bản 1.0.7. Rồi RAM đang chạy 16GB và dual channel nè các bạn. Bus 2666. Rồi cạnh hình là GTX 1080. Rồi thì cái thông số của card GTX 1080 thì cũng khá là cơ bản các bạn. Đây là card 8GB nè. GDDR5X của Micron nè các bạn, và bus bit là 256 bit, và cái card này là có 2560 CUDA core các bạn. Với cấu hình này là các bạn có thể dựng được phim Premiere ở cấp độ 4K được rồi các bạn. Tuy nhiên nếu mà các bạn dựng thường xuyên ở mức độ 4K thì các bạn phải nên nâng cấp RAM lên thành tối thiểu là 32GB các bạn. Đó. Rồi ok. Ngoài ra là Dell XPS 8930 này còn trang bị thêm là card Wi-Fi nữa các bạn. Wi-Fi và tích hợp Bluetooth 4.0 luôn. Đây các bạn thấy trong Device Manager nè. Các bạn thấy không, có Bluetooth luôn nè. Rồi ổ cứng SSD NVMe 250GB của Samsung nè các bạn. Rồi ổ cứng 1T của Seagate nè. Rồi các màn hình là HD Graphics 630, i7 8700 thì có HD Graphics các bạn. Rồi GTX 1080. Rồi có trang bị Wi-Fi AC luôn các bạn. Chuẩn 2.4 và 5.0G. Rồi bây giờ mình sẽ xem thêm tham khảo mặt trước, mặt sau cũng như là bên trong máy để xem thiết kế của Dell ở dòng này như thế nào nha các bạn. Rồi thì đây là mặt trước máy nè các bạn. Vỏ trước là nguyên cái miếng trước là làm mica, mà mica bóng á, các bạn thấy cái hình ảnh nó có phản chiếu nè các bạn. Màu đen luôn các bạn. Và ở trên là vị trí ở trên này là các bạn sẽ thấy là có một cái nút nguồn nè, có cái đèn led rất là nhỏ đây nè các bạn, nó thanh dài đây. Rồi một cái chỗ đi gắn thẻ nhớ SD nè. Rồi để rắc để chúng ta cắm mic và tán tai nghe các bạn. Ở đây có một cổng USB USB Type-C các bạn. Rồi hai cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0. Có chữ SS này các bạn. Rồi ở đây là DVD Drive. Cái này là cái form slim các bạn. Dưới đây là cái logo Dell. Rồi ở bên dưới góc dưới đây thì các bạn sẽ thấy có chữ XPS màu trắng này các bạn. Và ở đây là tem Core i7 Gen 8. Rồi đó là mặt trước của máy. Rồi chào các bạn. Đây là phía sau của máy này các bạn. Đây là cái vị trí để chúng ta mở cái nắp máy các bạn. Là sẽ bung ra nè các bạn. Rồi ở đây các bạn thấy có nút gạt nè. Đó. Lên đây là unlock, còn kéo xuống dưới là lock các bạn. Đó. Ở đây thì đây là vị trí gắn cái nguồn này các bạn. Thì đây là cái nguồn Dell, công suất là 460W các bạn. Tuy cái công suất các bạn nghe có vẻ nhỏ ha, có 460W thôi, tuy nhiên mô tả của hãng á, là có thể kéo được card GTX 1080. Và ở đây cũng đang gắn 1080 nè các bạn, và gắn được card RX 580 bản 8GB luôn các bạn, nên các bạn không phải lo về cái này. Dell cho phép mình gắn như vậy, và trong mô tả của nhà sản xuất cũng có cái đó luôn. Đó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy có hai cổng USB 2.0 nè các bạn, lên gigabit, cổng DisplayPort, cổng HDMI, cổng USB Type-C, rồi và bốn cổng USB 3.0. ở đây là audio nè các bạn, cũng như cũ thôi, cắm tai nghe nè các bạn, để cắm mic.
Rồi đây là vị trí để xuất cổng kết nối ra màn hình nè các bạn. Đây là cặn hình GTX 1080. Rồi đây là logo Windows. Thì cái máy này có trang bị là Windows 10 bản quyền luôn các bạn, bản Pro. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên trong máy nha các bạn. À, ở đây là có cái thêm gió nè các bạn. À, này có lưới để gió thổi ra bên ngoài. Ở bên đây cũng có lưới gió nè các bạn. Rồi. À, đây là cái nắp nè các bạn. À, khá thông thoáng ha. Đây có cái fan nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái máy nằm xuống để mình dễ quan sát nha các bạn. Rồi. Ở đây nguyên một 10 giây luôn. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ thấy đây là vị trí bắt nguồn nè các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là có một cái treo cứng, điện ổ cứng 3.5 inch. Ở đây các bạn thấy có thêm một cái treo cứng và đang được gắn ổ cứng 3.5 inch. Một cây nha các bạn. Muốn tháo đi ra thì chúng ta dặn ốc bên đây và ốc bên đây. Ở đây mình dặn ra sẵn rồi, sau đó mình rút cái này lên nè các bạn. Rồi mình sẽ lấy được ra ngoài. Ở bên đây còn một cây nữa mình đã tháo ra ngoài rồi các bạn. Như vậy sẽ có 1, 2, 3 cái vị trí để chúng ta gắn ổ cứng 3.5 inch. Đó. Thì trên cái tray này nó cũng có những cái lỗ sẵn các bạn, giúp mình có thể gắn được cái SSD 2.5 inch lên luôn, không cần tray chuyển luôn, mình gắn trực tiếp lên cái hộp này luôn các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra ha. Đây là cạc 1080 của Zotac này các bạn. Đó. Thì cái nguồn này mình như mình đã nói là đây là cái nguồn đeo công suất 460W, nhưng mà cung cấp cho mình một cái đầu 6 pin mà tiếp theo một cái đầu 8 pin để cấp cho cạc màn hình này các bạn. Đó. Và có thể kéo maximum lên là GTX 1080 và cạc RX 580 bản 8GB các bạn. Đó. Rồi mình sẽ kéo này lên. Đó và các bạn có thấy ở đây là có một cái trục nữa các bạn. Cái trục này nó giữ cái nguồn mình đây nè. Bây giờ mình muốn lấy nguồn ra thì mình dặn 4 ốc ra thôi là mình lấy được cái nguồn ra. Cái nguồn này có nguồn format tiếp bình thường các bạn. Các bạn có thể nâng cấp nguồn thay thế được rất là bình thường. Đây, thấy không? Giống như cái cửa sổ á. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn ở bên trong máy nè các bạn. Đó, phía trên nóc thì nó có cái fan. Giống như là cái fan rear của những cái khay máy thông thường các bạn. Thì cái này là nằm ở trên nóc thôi, nó cũng hút gió ra bên ngoài để làm cho cái không khí bên trong này, không khí nóng á, được thổi ra ngoài để thông thoáng hơn các bạn. Rồi, đây là cái men đeo chipset Z370. Chipset Z thì rất là ngon rồi các bạn. Này bạn nào build máy nhiều cũng đã biết rồi. Men này có 4 khe RAM nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Và đang gắn vị trí 1, 2 là 2 thanh RAM 8GB x 2 là 16GB. Và maximum là 16 x 4 là 64GB các bạn. Rồi, y vậy thằng bạn nằm ở dưới đây. Rồi, máy này có trang bị cạc Wi-Fi và Wi-Fi AC và Bluetooth tích hợp trong đây luôn nè các bạn. Đó. Rồi, đây là vị trí cạc màn hình. À, thì các bạn thấy có một khe PCIe Gen 16X, rồi một khe PCIe Gen 1X và 4X nè các bạn. Ở bên đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái rãnh. Các bạn thấy không, đang gắn cái con SSD 970 EVO nè các bạn, NVMe. Thì đó có một cái khe NVMe. Thì tốc của NVMe này là hơn 3000 m/s, rất là thú vị các bạn. Khi mà Intel Software cũng như là Windows cũng như là góp phần cải thiện cái hiệu năng của máy tính. Ok, đó là đôi nét về Dell XPS 8930. Cái này là giúp để gài lại nè, ta không có bật nó ra được nè các bạn. Rồi, đóng lại. Rồi, gài lại nè các bạn. Đó. Không có gài lên. Khi mà mình gài xuống vậy là nó sẽ đè lại cái Vega lại luôn các bạn. Mà Vega này không cần báo gì cả. Rồi, bây giờ mình sẽ ghim cái cáp này lại. Cái cáp màn hình. Rồi, thì khay này là hoàn toàn không có led gì màu mè hết các bạn. Chỉ đơn giản là một cái hình khối màu đen. Rồi, phía trước là mặt bóng thôi. Khả năng thông thoáng khay cũng rất là tốt. Các bạn có thấy có những cái fan xung quanh và fan ở trên nóc nè. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và làm sức ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.